Các ngày khi bị hủy diệt hoặc là mình tắt thở tàn hơi, tất cả thế gian đều là tro bụi, chỉ còn cái phước với đức. Mà mấy chục năm nay hòa hảo tàn là kiếm phước với đức, cho nên vậy mà hai cái này nó còn. Khi trái đất cháy là cái gì nó cũng cháy hết trơn, không còn cái gì còn, mà chỉ còn có phước đức thôi. Cho nên vậy mà quý vị mình bây giờ kiếm phước đức mấy chục năm nay, cái đó nó còn, nó sẽ đưa mình về gặp thầy, đưa mình về dự hội tông hóa, đưa về mình tại tổ đình để mà bóng tùng phủ che, và đưa mình về Tây Phương Cực Lạc ngồi bên chân Đức Phật A Di Đà. Cho nên vậy mà Đức Thầy cho biết là coi như phước nhiều tiên cảnh lên dài, hoặc là sao chọn những đức tu hành cao công quả như ban xưng vị xưng ngôi, người đủ các thiện căn giáo kiền đại đạo định ngô phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Kính thưa quý vị, tuy là tôi nói Cực Lạc mạnh nha, nhưng mà gần đây mà nếu núi nổ Đức Thầy về lập hậu, tôi tới tôi dự hậu rồi tôi đi phương nha. Tôi về đó tôi dự hậu tôi mới đi Tây Phương. Cho nên vậy mà kỳ này có Phật ấy qua rước về Cực Lạc, ngồi tòa kim liên kim lơ cương, cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu dù số dù nguyên. Chỉ kính chúc toàn cả bà con trong đạo anh em chúng ta ai cũng đều giữ vững niềm tin đến Đức Thầy, và Đức Thầy trở về trong nay mai thôi. Khi núi Cấm Độ Đình Đài Long Hoa Đại Hội, Đức Thầy chúng ta trở về, mình sẽ có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội qua Thượng Quan Tu Tiếp Đoạt Thành Di Lạc. Nếu không, quý vị tinh tấn trong kiếp này, đi đứng nằm ngồi niệm A Di Đà Phật, nếu hiện tại chưa nhất tâm, nhưng đến lúc từ giả cõi đời, gom tâm thanh định 1-7 ngày, 1-3 ngày và 10 phút cố. Cho nên ăn là ăn giờ cái nguyện thứ 19. Đức A Di Đà nói người chúng sinh trong 10 phút lâm chung, là trong phút lâm chung nhá, niệm 1-10 tiếng. Nếu ai được như vậy ta sẽ rước về cõi Tây Phương, nếu không ta không thành chánh giác. Cho nên vậy mà hòa hảo mình nhờ ăn cái nguyện thứ 19 của Đức A Di Đà đó. Cho nên ông Thanh Sĩ cho biết là ta còn quên một điều Phật dạy, nếu có người trai gái cõi trần, trước khi đổi vật đổi nhân chỉ trong một phút, chẳng cần chi lâu, ngồi hoặc đứng cách nào cũng được, lòng chấp tay ngó thẳng phương Tây, lòng không muốn việc đó đây ai Đà Phật niệm dài một câu, thì cũng được nặng sầu thoát khỏi, được hào quang Phật gọi vào thân, tiêu mang tiêu các chướng trần, cũng như có lửa phần chạy qua, chỉ một niệm cũng là khói nạn, huống chi là niệm đặng dài lâu, dầu cho muôn thảm ngàn sầu cũng tiêu mất cả như bầu không chung, khuyên bốn đạo khắp cùng đây đó khả ghi lầm, chớ có bỏ qua nhớ cầu nhân cứu Di Đà, bất lao nàng chỉ giác đáo Tây Phương, giả lại mấy âm dương rất chống chẳng cùng phong, sẽ chờ hỏi nay mai nếu không chưa đứt sâu dài, khó qua đại nạn trong ngày biển thiên. Thanh sĩ một lời khuyên cùng cuối, hiện thân còn gửi nước ngoài, quê nhà già trẻ gái trai, mong ai xét đớn đêm ngày lo tu. Như vậy thì đồng đạo chúng ta hôm nay ở đây, tôi tin rằng cái nguyện chót của nguyện thứ 19 A Di Đà sẽ đưa toàn cả đồng đạo chúng ta về nơi cõi Tây Phương, chứ bỏ đạo dọc đường đào ngũ bất tử coi như chiêu hầu đó, bỏ ăn chay bỏ tu đó là không được kỳ án sanh. Chứ quý vị giữ vững niềm tin, cứ vẫn tiếp tục tin thầy và niệm Phật, ăn chay làm lành tùy theo công quả ít nhiều công việc đó. Để chi vậy? Càng qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chung hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem gực gỡ, quan cầu đến đó cùng nó, cùng nó muốn biển một cha thôi, bỏ giúp thói hư với tật tội, trên có Phật trời soi diệt thay, dưới đầy cơm áo lão về ngôi.
Như vậy thì bảy tính mấy chục năm nay công đức cũng bán luôn, mà làm việc từ thiện là hộ niệm đây làm từng người mở khóa niệm Phật, cái này gọi là tích đức. Rồi quý vị mình xách áo dài chạy rồng rồng 20-30 năm ngoài đường không có cắt bạc gì hết trơn, cái này gọi là tích đức. Còn tôi làm thầy thuốc đi cúng trợ làm việc đạo mấy chục năm nay không có cách nào tồn tại trong túi mà là có đức. Cho nên vậy quý vị mình kể cất nhà, người sắm xe chuyển bệnh, người là cất cầu, người chặt thuốc nam, người làm từng, cho nên cái này gọi là tích đức. Đất bỏ giường vô trong hòn đất năm nay gần 15 năm rồi, cứ ngầu hoài giống như khúc củ vậy, ngầu như trầu trầm. Niệm Phật tối ngày cũng mong sao được về được lại. Như vậy thì cái mục đích chung là bà con chúng ta ai cũng mong được về được lại hết. Cho nên ông Thanh Hỷ cho biết là cách tu có hàng nghìn muôn cách, chung quy là giải thoát thôi. Đi thiền đi bộ tùy người, miễn sao đến chốn được rồi con ơi. Kính thưa quý vị, như vậy thì kính thưa quý vị, nếu lo trị bệnh cho tôi không rồi, cái vấn đề mấy cái người buồn đi muốn kiếm chỗ niệm Phật thì chỗ đâu niệm, mà không có người hướng dẫn sao niệm. Rồi cái vấn đề nếu trường hợp mà không có cái người tu như Hai Cường đó, thì Đức Thầy nói là tránh cảnh phùng qua, lánh cảnh phùng qua, chốn thị thành tìm nơi non thẩm ngõ mây danh, đợi cơ thiên địa xây dựng đến, chờ cuộc phong lâu đậu vận hành. Như vậy thì quý vị bây giờ lên trên núi Bà Đô Ôm, núi Ông Két, núi Dài Giang Liên, núi Dài Ngũ Hồ Sơn, qua tới cái vấn đề núi Cô Tô, bây giờ cốc cất đặt đất luôn. Cho nên vậy mà cái này là người ta chán cảnh phùng qua tìm nơi tịch tịnh. Còn quý vị mình thấy bây giờ ở trong nước mình, đây ra Hà Nội bây giờ bên Hòa Hảo mở khóa niệm Phật, bên Cao Đài mở, ở ngoài Phật giáo mở, miền Trung miền Bắc chùa bây giờ cứng hết trơn luôn. Cho nên vậy người ta mở khóa niệm Phật. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì hôm nay sở dĩ dưới cõi trần này bây giờ vô lượng chúng sinh đang mở khóa niệm Phật, đang kiếm chỗ niệm Phật, đang kiếm chỗ làm từ thiện, cái mục đích của họ là để làm gì? Cái mục đích của họ là muốn lập công, là công phu, công quả, công trình, ba công hiệp lại đưa mình siêu sinh. Cho miễn làm sao mình có công quả dưới trần để khi từ giả cõi đời mình được về cõi Tây Phương. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ tôi biết ở trong cái nội bộ của xã Ninh Thành, cái huyện Vệ Sơn là nói chung, chúng ta bất bình một số gì vấn đề, cũng là muốn cho mình lập công, muốn cho mình để hành đạo để giải thoát, mà nó không đồng quan điểm rồi mình buồn, mình chia rẽ. Cho nên trong cái buồn, trong cái chia rẽ đó, nó làm cho chúng ta ngăn cản cái con đường giải thoát. Cho nên vậy mà cái tâm con người đó nó giống như gió, mà cái chuyện đụng chạm đó nó cũng giống như bụi. Mà quý vị mình để bụi nó dính, nó ở trước mặt mình hoài đó, quý vị mình thấy mình dễ chịu không? Cho nên vậy mà bụi để cho trôi đi, gió hư không nó trở lại cho hư không. Cho nên tất cả các việc trong đời mình đụng chạm giao tiếp hàng ngày đó bỏ qua, nó va chạm rồi bỏ qua, va chạm rồi bỏ qua. Cũng giống như trên không này quý vị mình thấy mây nó trôi rồi, nó mây chẳng sáng nó tấp ngay cái mặt trời, mình thấy tối đen hết. Mình dán, mình phơi lúa, mình nói mây trôi qua, mây trôi qua, nó nắng lên mình phơi lúa xuống. Cho nên vậy mà ở trên đời này các cái việc mà tâm mình nó đụng chạm nó giống như mây, mà nó sẽ trôi qua. Cho nên giữ cho bầu trời nó trong sáng. Cho nên vậy ông Thanh Hỷ yêu biết là giống trần vừa mới tháng ngang, chẳng ngày chưa để lan tràn trong tâm, chừng nào cánh hết làm tâm loạn, khi ấy tâm đã như đã đoạn cánh trần, chánh tà đều được phân minh, nhưng đừng để tâm ngã nhân chen vào, tâm cánh chẳng còn màu hao ổn độn, tà chánh không xáo trộn trong lòng, như là vật dưới hư không, tự nhiên anh sáng đại đồng bừng ra. Con ơi Phật Thích Ca đắc đạo, bị tâm khảo đạo, bị tâm khảo đạo muôn lần, nếu tâm còn chút vọng cần. Là kính thưa quý vị, nó quên câu chốt câu kế rồi. Là hôm nay tôi cùng quý vị, là sở dĩ hôm nay là rủ nhau niệm Phật,
quý vị mình biết sao rủ nhau niệm Phật không? Là tôi suy nghĩ gần cho quý vị dễ hiểu. Trước đây 20 năm về trước, chú Bảy Danh trong nhà cái hình thờ không biết còn đâu. Là chú là một cái người hiền có tiếng ở trong huyện mình, và cái người nói chung gần gũi trong đạo mình dễ mến nhất. Chú hiếu với bà Bảy tốt lên, chú đối với anh em trong nhà rất hiền, đối với đồng đạo chúng ta dễ mến. Nhưng mà cách đây mười mấy năm, chú đột nhiên đám giỗ trong nhà vừa xong là chiều tối đó chú tắt thở. Cho nên vậy quý vị mình biết cái linh hồn của chú Bảy giờ đây ở đâu, quý vị mình đâu thấy đâu. Nếu trường hợp mà chú Bảy biết trước ngày giờ có hào quang, cũng giống như hôm gài tôi đi quay cái ông Cần Thơ có 13 cuộc xá lợi, tôi quay ông Út Mễ, ông tu 35 năm hy sinh ngày đêm không ngày nghỉ, ngồi niệm Phật tịch ở trong buồng luôn, cách đây 2007. Cho nên vậy mà nếu chú Bảy được như vậy, đồng đạo chúng ta rất mừng, là trong đồng đạo chúng ta được dẫn sách. Nếu chú Bảy chưa được như vậy thì mình suy nghĩ rằng cái hồn tinh chú Bảy giờ đây ở đâu. Cái thứ hai là tôi biết chú Út hồi cái thời chế độ trước, tôi làm tu sĩ, chú Bảy Dân làm tu sĩ, Hai Kỷ làm tu sĩ, và chú Ẩn làm tu sĩ, quanh quần bên ban sự huyện Thoại Sơn, huyện Đức, quay quần bên cái ban sự của cái vấn đề cái đỉnh bỉ kinh tiền, lây quay vấn đề tiếp thu xong, vài năm chú Bảy lập, chú Út lập gia đình. Cái ngày mà lập gia đình của chú Út á, cùng thím Út là đẹp như mơ. Thím Út đẹp nói chung cũng có tầm cỡ, hai người gặp nhau rất hạnh phúc và sanh ra con, tạo dựng được sự nghiệp. Nhưng mà 40 năm sau, 30-40 năm sau, thím Út qua đời cách đây 1-2 năm. Như vậy thì quý vị rằng sở dĩ hôm nay chúng ta niệm Phật là tại vì dạng vật dưng cõi đời này chúng ta quý không gì bằng xác thân. Nhưng mà xác thân mình chỉ giữ trong thời gian ngắn rồi mình sẽ ra đi. Cho nên vậy quý vị mình buồn không? Bây giờ đồng đạo chúng ta nếu chưa phải là người tu giỏi đó, 3 tháng sau quý vị không có mặt đi tới lui đâm tầng với anh em đây nữa, 3 tháng sau quý vị không còn đi tới lui trên mặt đất này nữa, quý vị mình buồn không? Buồn chứ. Bởi vì 500 kiếp với đầu thai làm người được một lần, mà quý vị mình sanh ra cõi đời lây quay rồi mình chết chôn trong đất, quý vị buồn không? Mất một cây vàng đó quý vị, mất ăn mất ngủ 3 tháng luôn. Còn cái này 500 kiếp mới đầu thai được làm người một lần, quý vị mình mất mình đau khổ không? Như vậy thì quý vị mình ở đây nè, cái hội trường này đó, đem cái máy điện thoại này ở đâu quý vị mình đem ra sao dùm cái máy điện thoại này. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây cái hội trường này đó, tôi đại diện cho tòa án này tuyên bố là quý vị mình ngồi trước mặt tôi đó, 30 năm sau tử hình toàn bộ hết. Bao năm sau quý vị còn sống thì người nào trên cái hội trường này, quý vị mình về hàng tháng hết rồi làm gì 30 năm nữa, thấy không? Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì ngày tiếp thu năm 75, tôi nhớ là không lầm năm nay là 47 năm, 48 năm. Bây giờ tôi thấy nó nhanh giống như giấc ngủ trưa vậy. Quý vị mình đang ngồi với tôi trong hội trường nè, 30 năm nữa bao lâu quý vị mình còn trên mảnh đất này người nào? 90% ra đi. Như vậy thì quý vị mình cái xác mình nè, mình đang trọng nó nè, cho nó đẹp nè, hàng ngày cho nó ăn ngon nè, sắm xe SH cho nó chạy nè, ban đêm ngủ nệm nè, coi như có phòng lạnh nè, tối có tivi nè, con cháu mừng rỡ nè, những cái kỷ niệm đẹp này, những cái sung sướng này, một vài năm nữa quý vị sẽ bị hủy bỏ. Quý vị mình biết không? Cho nên hôm nay tất cả chúng ta sở dĩ tu là tại vì hồi xưa tới giờ chúng ta sống trong giấc mộng. Giấc mộng là bởi vì vô lượng đời rồi mình có mặt trên cõi đời này, chứ không phải là ngày đâu, mà tại vì mình sống trong mộng. Kiếp nào đầu thai lên làm người cũng cứ chạy theo thân, tối ngày lo cho nó học giỏi, dòm vô kiến nó đẹp trai, dung dưỡng cho đồ béo răng nhiều, ra đường chạy xe cho sang. Nhưng mà cuối cùng rồi lo cho nó cũng giống như lo nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dọc nhà, nuôi đã cho nó đã đời. Quý vị mình biết đi đâu nè không, nó gà gò nằm với đâu, nuôi cho nó đã nó gà gò nằm. Cho nên quý vị mình thử nghĩ coi. Cho nên Đức Thầy mới xác định với mình là
sống tranh đua khi thác cũng xương tàn, cho nên mượn trí huệ đánh tan mùi tục lụy. Như vậy thì cái chị này nãy giờ vừa nói chúng tim đen chỉ thâu chỉ mô Phật lớn tiếng nè. Cho nên vậy mà cái chị này 30 năm về trước cũng sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước phải chơi đâu. Nhưng mà lây quay sáu mấy tuổi đời bây giờ nó hơi nhăn hơi rồi. Cho nên quý vị mình bây giờ cái ngày mà lụm cụm, cái ngày mà chở đi chợ gãy, cái ngày mà để vô hầm xài mà đóng kịch kịch đâu còn bao lâu nữa đâu. Như vậy thì quý vị mình thấy buồn cho kiếp đời của mình không? Cho nên vậy mà hôm nay là từ vô thủy đến nay chúng ta đã chết muôn triệu lần trong cõi đời này rồi, chứ không phải lần này đâu. Cho nên cái đám tán ông Tám Lữ vừa rồi, ông Tám Lữ là một cái nhà khét tiếng ở trên Bắc An Hòa, làm từ thiện nổi tiếng trên 43-40 năm, và ông giàu nói chung có tiếng ở Bắc An Hòa, và ông là coi như chị Bình Anh nói chuyện với phần hồn 30 năm, nói chung tôi lừng danh nổi tiếng luôn. Nhưng mà cách đây 10 ngày ông qua đời, nói chung chị nói chuyện cho cái phần âm đó về nhà lúc 8 giờ, rồi 8 giờ rưỡi là ông quay ngang ông chết. Cho nên trong cái điếu văn của tôi đó, chúng sanh chết trên mặt đất này muôn tỷ lần rồi, chứ không phải lần này của chú Tám Lữ đâu. Nhưng mà lần này chú tốt phước sanh ra đời, được đức thầy ra đời, cho nên chú làm tín đồ mấy chục năm, lo con vợ ngoài ra công việc thiện từ. Cho nên cái hy sinh của chú mấy mươi năm đưa hồn linh về, chú về cõi Phật. Cho nên vậy quý vị mình chết trên cõi đời này muôn tỷ lần rồi, cái xác mình mà còn để lại đó chắc đầy địa cầu này luôn. Cho nên ông Thanh Khỉ nói nước mắt mình không mà bốn biển đó. Cha mẹ chết con rơi nước mắt, còn chết thì cháu khóc gồng, vợ thì chan chứa vì chồng, chồng vì vợ, đôi dòng lệ rơi. Nước mắt ấy từ hầu vô thì bốn biển to, đêm dí không bằng, sinh ly tử biệt vô ngàn dây quan, đáng sợ nở nần đáng ghê. Ông Thanh Sĩ nói ông nội mình khóc đưa cha mình, cha mình khóc đưa, đưa là coi như ở gì, cha mình đưa ông nội mình, mình khóc đưa cha mình, rồi con mình đưa mình. Nước mắt đó ông Thanh Sĩ nó bốn biển to luôn. Nước mắt mà bốn biển to, cái xác mình bỗng nhiên quý vị bao nhiêu cái xác. Cho nên hôm nay sở dĩ mà chúng ta trong kiếp này bây giờ chấp nhận quý vị niệm Phật, cho nên ông vua Trần Nhân Tông ở ngoài miền Trung, ổng mới 40-50 tuổi đời lìa bỏ cung vua, bao nhiêu cung phi mỹ nữ đi theo, kêu ngài đi trở về rồi ở hoàng cung thêm vài chục năm nữa. Ông nói không, ta sẽ quyết định đi. Cho nên các bà mà quý phi đi theo đó là tự giận nhảy xong chết luôn. Bị vì ông vua Trần Nhân Tông này đẹp chưa từng có, tốt chưa từng có luôn, mà làm chồng mình, làm vua, mà bây giờ không ở là hoàng cung đi thụ hưởng, ngài quyết định đi tu. Cho nên mấy bà thứ phi quý phi thà chết xuống hơn rìa xa là coi như Trần Nhân Tông nhảy xuống chết luôn. Cho nên vậy mà ổng lên núi Trúc Lâm Yên Tử, giữ tâm thanh tịnh trong vài năm đắc thiền, và hôm nay gọi là Phật Hoàng. Cho nên quý vị mình, như vậy thì hôm nay sở dĩ chúng ta là những con người sống trong cõi trần này, xét lại cõi đời này, lây quay là con người chết, lây quay là con người chết, lây quay là tới con người kia chết. Cho nên Đức Thầy ông bài thơ, cái bài Tỉnh Thế Văn đó, cái này là của người xưa để lại, nhưng không biết cái tác phẩm của tiểu sử do ai, mà quý vị mình thường hay ra đọc. Cuộc trần thế phiên ai hãy gầm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh như bọt nước có ra, gì mùi phú quý như dần mây tan hiệp, sang cho lắm cũng là một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng có một đời. Cái tuổi sanh đeo đuổi kiếp con người, thân tứ đại lấy chi mà làm chắc, kìa sanh tử lấy liền trước mắt, đám cô phần đa thì thiếu niên nhân. Cái thân này là cái giả thân này, còn đó mai đâu chắc được. Kính thưa quý vị, như vậy thì ông chú Sáu tôi ngồi trước mặt ha,
Ông này trước đây là quý vị niệm Phật là ông đi ngoài, ông đặt lờ, ông đi văn câu, không bao giờ ông nói tới khóa niệm Phật đâu. Mà không cả ông đau xích chết mấy lần cho nên ông quản rồi nè. À, ông thấy khóa niệm Phật là coi như ông vô thôi. Là bị ông biết rằng sớm muộn giờ ông sẽ đi nè, đi ngày gần đấy nè. Như vậy thì quý vị mình hồi đó giờ sống ở đây là trên mặt đất này đi tới lui với anh em, rồi anh em chia lìa, rồi sống với vợ con, rồi đây mình chia lìa vợ con, mình buồn không? Cho nên vậy mà Đức Thầy mới nói với mình đó: khuyên chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Suy nghĩ vô tới lui chỉ có cực lạc mới là hết già, hết bệnh, hết chết thôi. Trần cõi đời này lây quay già bệnh chết. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì con đường khỏi chết là con đường gì? Con đường khỏi chết là con đường thiền. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt La biết dạo ba cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, Ngài bỏ vô hòa, Ngài bỏ ngôi vô ngồi cội Bồ Đề, giữ tâm thanh tịnh 12 năm theo Phật giáo, 6 năm theo cái lời của Đức Thầy, là tranh đấu ngồi đó ăn uống xương ăn mè để mà diệt vọng quần chân. Chừng nào mà cái tâm không còn nghĩ đến mình, cái tâm không còn nghĩ đến vợ, không còn nghĩ đến con, không còn nghĩ đến hoàng cung, không còn cảnh đã ăn sang mặc đẹp, chừng nào cái tâm của Ngài mà diệt được cái vọng đó, bị gì thế gian thân mình giả tưởng nó làm chi, vợ con vốn giả tưởng nó làm chi, mà hoàng cung giả tưởng nó làm chi, ăn ngon mặc đẹp giả tưởng nó làm chi, ngôi chức trọng quyền cao giả tưởng nó làm chi. Cho nên chi bằng cái vấn đề giữ cái thiệt của mình là cái tâm thanh tịnh. Cho nên Đức Thầy mới xác định với mình là khó tìm cho gặp chủ nhân, ông còn ân ân nơi dòng sanh chung, ai mê tâm nghe qua không phụng ráng suy tầm nắng mở tánh linh, lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh thầy, cũng thấy bổn lại diện một. Như vậy thì quý vị mình á, mình ngồi đây tàn là mình là ông tớ không? Bảy tính cũng là tớ, ba hùng cũng tớ. Tớ là có ngày đuổi đi, mà ông chủ là ở hoài. Mà quý vị mình biết chủ là ai? Chủ là cái hồn. Cái xác này mất cái hồn còn, đổi qua cái đầu thai qua cái xác khác, cái hồn có nhập vô. Cái xác đó thời gian chết, rồi bắt đầu cái hồn nhảy ra đi tới tiếp nữa. Như vậy cái hồn là ông chủ, và cái xác là tớ. Như vậy thì ở đây Đức Thầy trong kiếp này kêu mình là tìm cho được ông chủ. Cho nên hai tường bây giờ bỏ cái nhà, vô trong phòng đất 15 năm nay ngồi trên biển vậy nè. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Cái đó tìm cái gì quý vị? Tìm cái tâm. Nếu niệm Phật chừng nào mà cái tâm nó không còn một vọng niệm thế gian nào hết, mà đi yên lặng đó. Như vậy thì nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Nếu hai cường mà trong đó là niệm chừng nào mà cái tâm nó mua đạo Phật, ngày này quá tháng lại 7 ngày thôi, 10 ngày thôi, là 3 ngày thôi, là phát huệ, là nghe Phật thuyết pháp luôn, không chừng thấy thẳng Tây Phương luôn. Mà quý vị mình sở dĩ 10 năm nay không vô được cái khớp đó, cái khớp 3 ngày, cái khớp 3 ngày yên lặng luôn, yên lặng không có một giọng trần hết, nó vắng lặng, nói chung là như tờ giấy luôn. 3 ngày thôi. Quý vị mình trong kiếp này, cái bậc thiền sư mà ngồi thiền trong kiếp này 3 ngày thôi quý vị. Khó ăn. Cho nên ông Thanh Thủy nói gì vậy? Thành tâm niệm Phật 3 ngày, niệm liền không hở phút giây, lòng vắng tưởng trần ai một mài, sẽ có Phật hiện thân đến dài, nếu chẳng vậy ta chẳng phải là người. Như vậy thì quý vị mình phát niệm Phật này mấy năm à? Mà nãy giờ mấy tiếng hồ đó quý vị, trong 30 phút đó, mắt nhìn tầng đó điểm như là nguyện giải thân này khỏi đã sáng, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến long quang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mà quý vị nói đuôi vậy hoài 3 ngày quý vị khỏi đi khóa nằm nữa hết. 3 ngày nữa nằm chỗ Phật A Di Đà thuyết pháp nghe,
Thích Ca Thiết Nghe, các chư Bồ Tát Thiết Nghe luôn. Tại vì cái tâm mình nó không còn nhiễu sóng nữa. Giống như Đài Hà Nội mà nó vô đây mà nó còn nhiễu sóng mình nghe không được. Mà nếu Đài Hà Nội vô đây phát mà không có cái nhiễu sóng đó, nghe hết lên à. Phật ở bên cõi Tây Phương, mình cách mình là ở cõi, ở chỗ dao động. Mà quý vị thanh tịnh, tức là mình với Phật sẽ không còn ngăn cách. Quý vị mình có vô được cái khớp 3 ngày không? Có 3 nửa tiếng hồ mà niệm Phật thôi, để nói chút xiết về coi nhà cho coi đưa cháu nào cũng cho dâu nhiên. Cho nên vậy mà nó mới có mấy phút nó sọt vô rồi. Cho nên vậy mấy giây nó sọt vô rồi. Cho nên ông Thanh Sĩ nói du thủy đến giờ, sở dĩ chúng sanh trên trái đất này không có người chứng thánh là tại vì ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao riêng ít người. Phật thì một niệm còn mười niệm mà, các việc sâu nhớ ra trước nhất, rồi tay chân buồn bực mỗi mê, rồi ma buồn ngủ kéo về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vào. Niệm thế không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm vậy bao giờ Phật chứng cho, ví dầu nồi gạo mới do bắt lên dân xuống bao giờ chừng cơm. Mục đích việc sớm hơn niệm Phật là để chấm dứt niệm bà, chỉ còn một niệm Di Đà nhờ Phật rước sang qua liên đài. Xin chào quý vị. Như vậy thì bây giờ trong đạo mình á, bây giờ ai dẫn thân? Ông Năm Hiệu ở Phú An mà không có lên quay phim nhạo. Cháu nội kể lại cho tôi với Ngô Cường với là vấn đề Châu Phú tôi quay nè. Là ông Năm Hiệu từ khi quy Đức Thầy, đi làm thơ ký cho Đức Thầy, ai tới cần giảng kinh Năm Hiệu viết. Như vậy thì cái tâm của ông Năm Hiệu khi gặp được Đức Thầy là ông không còn nhớ tới cái việc gia đình với con vợ. Làm việc cho Thầy là gom hết tâm địa, tâm lực, cho nên gần gũi Thầy cho nên không dám dao động. Suốt thời gian vài năm dài lần nọ làm việc Đức Thầy ở Sài Gòn, Đức Thầy nói thôi ông Năm tôi cho phép ăn mặn, cái xác của ông ăn mặn ăn chay chắc là không sống đâu. Ông Năm Hiệu nói con chết luôn ăn chay Thầy. Bắt đầu về với Phú An. Phú An ông Đức Công mới đem con cá lóc như bắp cải cho người sai đến đưa ông Năm Hiệu. Ông Năm Hiệu nói kính lại Đức Công, thôi đem về con không ăn. Cho nên vậy mà ông Năm Hiệu nằm đó bệnh niệm Phật cho đến cái ngày Đức Thầy ở Tân Châu thuyết pháp. Đức Thầy định lại tôi về đưa tiễn ông Năm rồi mai mới tiếp tục. Như vậy Đức Thầy được đồng đạo chèo ghe từ ở Tân Châu về tới An Phú gần Tổ Đình đó. Rồi Đức Thầy lên, Đức Thầy vuốt mặt ông Năm Hiệu, Đức Thầy nói ông chờ tôi ha. Mà bữa trước đó ông Năm Hiệu nói bà Năm với con cháu trong nhà dọn nhà cửa bông qua Đức Thầy về đưa tôi đi. Cho nên vậy quý vị mình, như vậy thì cuộc đời của ông Năm Hiệu là ông từ khi biết Đức Thầy là Phật, cái tâm mà lưu luyến cõi đời ông dục tắt, cái tâm hy sinh cho đạo ông lẫy lừng và một lòng theo Phật theo Thầy để mong về cõi Phật. Cho nên suốt năm 10 năm trời cho nên cuối đời của ông Năm Hiệu được Đức Thầy đưa được ta. Như vậy thì cái ông thứ hai là công việc ông ký giỏi Bạc Liêu. Hồi thời 45 ông ký giỏi có cây xăng, ông ký giỏi có xe Mercedes, ông ký giỏi có nhà lầu, ông có phòng lạnh, ông có là nhà hàng, ông có món ngon. Nhưng mà khi biết Đức Thầy là vị Phật, ông niệm Phật ngày đêm, ông niệm bỏ quên cái chức xóa phiểu Nam Kỳ ngang hàng như thủ tướng bây giờ, quên bà ký dẻo đẹp tuyệt trần, quên đến cây xăng tiền vô như nước, quên luôn cái chiếc xe Mercedes ngồi trên đó êm đít, quên luôn cái nhà lầu nệm mắm chăn lên, mà ngày đêm sống như cháu chữ Di Đà. Cho nên vậy mà cuối đời của ông biết trước 3 tháng 10 ngày. Cho nên quý vị mình thấy không? Như vậy thì hôm nay đối với cái buổi hạ quân này, nếu chúng ta noi gương những người đi trước chúng ta, biết rằng cõi đời là giấc mộng, bây giờ chỉ có cõi Phật mới là cõi thiệt, mới vĩnh viễn trường tồn. Cho nên bỏ tất cả những cái vọng niệm trần gian này qua một bên, mà sống như cái câu A Di Đà liên tục ở trong tâm đi đứng nằm ngồi. Trong thời gian vài 3 năm nếu quý vị mình niệm hoài, đến cái giai đoạn nó liên tục thì cái ngày ra đi chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Thầy mới nói với mình là đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ quên không đợi gì thời khắc. Hoặc là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành cháu chia
gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê, chỉ con gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan, dạy viên những kẻ ngỗ ngang, biết câu lục tự dình đàn tứ ân. Tôi hay nói thẳng thầy biết lòng nhất là ông ảnh này nè. Năm nay ông bảy mấy tuổi rồi, cái ngày gần đất xa trời cái bên rồi, cái khóa niệm Phật qua đây, qua đây ông niệm nửa tiếng đồng hồ không biết có thanh tịnh không. Chân chút nữa tôi thấy về chạy ngang ông tàn ngồi bu tre không đó quý vị hả. Cho nên vậy mà ông không niệm Phật niệm trời gì mà ông còn nhâm nhi. Cho nên vậy mà hỏi cậu của đức thầy cấp mà sao ông nhâm nhi, ông nói nhâm nhi đỡ buồn. Rồi hỏi thử nghĩ cho quý vị nào Phật mà rước mau được không, người ta niệm ngày niệm đêm nhưng cái giỏi Phật mới rước. Ông niệm có mấy phút rồi gì ông ngồi bu tre nữa đâu, rồi hỏi về Phật nào rước, thấy không. Cho nên từ cái chỗ đó mà ở đây đó là Phật dạy chúng ta là theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Nha, theo đạo lý nhất tâm mới kịp, là coi như một lòng không thay đổi vậy mình mới kịp về Tây Phương. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ là coi như đó, sao anh nói sao không nghe hay gì? Micho để cái lên nó hơi ghè quá. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây đó là quý vị mình trên cõi đời ở trong hội đường này nè, quý vị chối ngày chạy đi kiếm tiền để nuôi cái thân này cho mập béo, cuối cùng nó sình. Tại sao quý vị lo ngày lo đêm vậy? Còn quý vị niệm Phật đưa cái hồn về cõi cực lạc được làm ông Phật, và tại sao quý vị bỏ quan bến? Cho nên vậy mà ngày qua kia thằng Nhẫn ở trên núi Cấm nó nói nè, làm nuôi vợ nuôi cơm, làm đến nỗi giác đến nỗi giác lúa mướn cục sống luôn. Rồi này làm nuôi vợ nuôi con, đã dắt hồ đi phiên hồ đến phiên đến phan đêm tới quẹt cái giò luôn. Mà làm từ thiện hơi mệt mơ hơi nghỉ rồi. Làm từ thiện các nhà người ta hơi mệt mệt nghỉ à, hoặc là làm biến. Hoặc là cái vấn đề bữa nay người ta nói đi đúng bạch đàn không ơi, cái làm biến nó thôi bữa nay nhức giò. Làm cho vợ con làm quên ăn bỏ ngủ, mà cái vấn đề đúng bạch đàn nhức giò không có nhức mà nói nhức. À, kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ ở đây đó, cái công mà mình nuôi vợ nuôi con quý vị mà đổi lại mà tu để lập công và đức đắc đạo hồi đời nào thôi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hôm nay tôi cùng quý vị, tôi nói quý vị mà tôi tự thẹn cho tôi là tại sao vậy. Bây giờ cái thân ba hùng á, đem dao viêm gan B, tiểu đường và thận si, ốm nhom vách như cò đói. Cho nên vậy yêu cầu sống 5 năm nữa niệm Phật nhất tâm giảng sanh, mà mấy chục năm nay tôi làm không rồi. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ toàn cả quý vị ở nơi đây, gần đây nhất là Hai Kỷ nè. Tôi nhớ hồi tiếp thu vài năm, tôi với Hai Kỷ, tướng đi còn hào qua, tôi cũng vậy. Hai anh em đi học Chữ Thập Đỏ về làm phòng thuốc chỗ này chỗ kia, ăn chung ngâm ngủ chung mùng. Rồi vấn đề đi làm đạo lên núi Cô Tô, đi kiếm thuốc ngoài Đồng Nai. Rồi vấn đề bắt mạch ở Ba Thê, rồi đi cái vấn đề cái xã này xã nọ, chung sống với nhau trong một vài chục năm. Gần đây Hai Kỷ ngã nghiệp cho nên tôi không còn gần gũi, mà lay quay thì quý vị Hai Kỷ ra qua lời cách đây 2-3 tuần của quý vị. Như vậy thì kính thưa quý vị, như vậy thì hôm nay toàn cả chúng ta, luôn cả nhân loại trên trái đất, chở dĩ chúng ta chán cái kiếp sống của mình là tại vì trong cái cõi đời này lay quay làm vua rồi cũng chết, làm quan rồi cũng ngủm, làm tổng thống rồi cũng đi, làm thủ tướng rồi cũng chết bà. Cho nên vậy mà làm giàu rồi cũng tiêu luôn. Như vậy thì trên thế gian này không có cái gì bằng thành Phật hết, mà con đường thành Phật chỉ có con đường thiền, là con đường giữ tâm thanh tịnh. Mà trong buổi hạ quân này chúng ta tu cũng nổi pháp đó đâu. Cho nên ông Năm Giò đó, ngày hôm qua là ông giảng viên Đức ở Quan Sự Trung ương xuống giảng với Hậu Giang đó, ta là ông chữ ông Năm Giò tanh bành luôn. Ông nói thời hạ quân mà pháp này mà chỉ pháp thiền, ông nội tôi mà tu mà lắc á, cái thằng nghệ sĩ tới cứ nói về thấy tâm đi, biết tâm mình đi, đừng chạy theo tâm đi, đừng chạy theo nó, là giữ cái đó là thành Phật, đừng có tu pháp nào lâu lắm. Mà hồi đó giờ ông chỉ ngàn người có người nào phát huệ không quý vị? Cái lối tu đó là tu thiền đó, giữ cái tâm yên lặng mà chừng nào phát huệ mới đắc đạo đó. Còn nếu trường hợp mà còn có một chút vọng trần đó, còn ở lại trần gian nè, còn tịnh độ quý vị mình nhờ Phật rước đi luôn Tây Phương. Cho nên vậy mà trên trái đất của chúng ta
là chỉ có pháp môn tịnh độ à, chứ còn ngoài cái pháp môn nào quý vị mình nói là nó không phù hợp với nhân loại trên trái đất này đâu. Cho nên vậy mà quý vị cùng tôi hôm nay đó, hồi nãy giờ tôi nói cái pháp này quá cao đi, quý vị mình đây đây toàn bộ là sống có gia đình hết, ai cũng đều kẹt cảnh con cái hết, ai cũng cảnh nợ nần hết. Cho nên vậy mà quý vị mình đó 6473 6473 thì sao quý vị? Hằng ngày quý vị mà để cái tâm niệm Phật 7, niệm con, niệm chồng, niệm tiền, niệm bạc 3 nó hen, quý vị vãng sanh như chơi luôn. Bị gì quý vị niệm Phật 7 mà nhớ đời có 3 hà. Cho nên bác sĩ chạy thầy chê về cái vốn mà cũ tôi niệm Phật hàng ngày đó, bắt đầu nó nhảy ra trước, nó niệm Phật. Cũng giống như cô B nè, tôi nhớ có một kỳ bệnh sốt chở Long Xuyên đó, mà lúc là thời kỳ còn khó khăn, ra Long Xuyên ngoài cổ sốt lên cân 40 mấy độ, biết cổ nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, thầy kỹ nó đừng có niệm Phật, đừng à, không có, lúc đó chưa gặp thầy kỹ. Cho nên vậy là đồng đạo người ta nói đừng có niệm Phật, ở đây công an nó bắt. Cổ nói niệm Phật lớn lên luôn, nam mô đà Phật, nam mô đà Phật, vậy nhà thương hết. Là bị gì cái vốn mình nó tập ở trong cái tâm khảm nó quen rồi. Cho nên lúc mà cái vấn đề sắp từ giả cái thần thức của mình nó bồn chồn lắm, nhưng mà cái gì mình nhớ nhất ở trong đời là cái đó hiện ra trước. Cho nên quý vị mình bây giờ tập trong đời này, bây giờ nãy giờ tôi nói giữ tâm thanh tịnh giống như thái tử trong rừng già, cái đó khó lắm. Bây giờ quý vị mình làm sao luyện hàng ngày 73, đi đứng nằm ngồi nhưng biết mình niệm Phật sao nhớ Phật, con về Tây Phương. Cho nên vậy lâu lâu ngày con phải về Tây Phương, nhớ lâu lâu phải như con về Tây Phương. Cho nên vậy quý vị mình không có cái tâm đó đâu. Con tôi gả Đài Loan sắp sửa gửi tiền, cho nên vậy mà niệm Phật thôi, con tôi Đài Loan sắp gửi tiền. Tôi nhớ cái đó mạnh hơn, ví dụ niệm Phật. Ờ vô chuyến đại tu về Tây Phương mà hỏi nè, nhớ thế gian nhiều hơn nhớ Phật, còn sao về chảnh. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây đó, Bảy Thiện với Kiện có làm câu thơ: một tay nắm lấy hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời. Như vậy thì bây giờ quý vị mình hỏi vậy muốn về Tây Phương mà mua là muốn ở đây, quý vị muốn về Tây Phương mà muốn ở đây nhiều hơn, hỏi ai hướng gì không? Cũng như trường hợp mà tiếp thu xong rồi đó, tiếp thu xong rồi đó là coi như đó cái người mà người ta sán Việt Nam lúc Lê Dũng Trường Chinh cai trị đó, từ cái lít dạo này qua bên xã kia mà đồ lậu đó, nó bắt riết rồi đói theo nội luôn, tôm từ xứ xã này qua xã kia, một nhà cửa vào nó bị tịch thâu. Cho nên lúc đó nó nghe đói nghèo nói chung quá cỡ rồi, cái số mà người ta tính vượt biên nó ngày đêm, tôi suy nghĩ bây giờ hở đi vượt biên, hở đi vượt biên, bây giờ bỏ hết đất nước Việt Nam, bây giờ sống để thiền và chuẩn bị công khô mua bàn lái sửa sạn máy. Ta tính hoài, tôi tính hoài trong đêm tao tâm vậy, tôi nhớ hoài vui lắm. Cho nên chừng nào ta thực hiện cho bằng được, xuống tàu tại 3 ngày qua tới Thái Lan người ta mới yên. Cho nên vậy người ta tính người ta phải vượt biên. Còn cái vấn đề cõi trần này khổ quá, Đức Thầy cho biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xếp cho tộc chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh thiên máu nặng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Cho nên ở đây mình suy nghĩ, chồng uống rượu làm khổ, con nó quậy nợ nần để lại mình lo, cho nên khổ quá. Cho nên Phật ơi, rước con sớm về Tây Phương, rước con sớm về Tây Phương, sớm về Tây Phương. Phật nào không rước mà ngạt đến thêm. Chồng mình tí uống rượu quýnh mình, nhưng mà ba bữa để năn nỉ thấy này thương, cho nên vậy mà trở về. Cho nên vậy quý vị mình thử nghĩ coi, cái tâm mà muốn về cực lạc nó có ba à, mà cái tâm ở cõi trần này nó bảy rồi, hỏi vậy quý vị mình thử nghĩ sao đi gì đó, phải gì không? Cho nên cái người mà đi vượt biên, quý vị mình còn tiếc Việt Nam cái món gì nhắm đi được không? Cái tàu mà nó ra ở ngoài bãi biển Hà Tiên với Gạch Giá mà đưa ra ngoài biển nó xong không khác. Tôi còn quên chiếc xe Honda, quên chiếc SH, quên chiếc xe du lịch, quý vị leo lên đâu có đi qua ở được đâu. Cho nên cõi trần cõi Phật nó khó rất triệu lần quý vị đi vượt biên luôn. Cho nên ông Thanh Sĩ cho biết là nỡ thế còn bận một điều gì, là còn nghiệp mê si bao phủ. Như trường hợp hai kỷ nè, cái lúc mà y còn tỉnh đó ha, là y niệm Phật niệm chứ, bỏ lại vợ mình bơ vơ, cái nhà mới cắt tỷ mấy, nên vậy mà đi về Phật sớm thì cũng được, mà ở lại cũng được hơn. Cho nên cái tâm muốn ở lại nhiều hơn. Cho nên quý vị sao Phật thì rước nói,
thấy gì không? Cho nên dứt khoát, cõi trần là cõi tạm, nhơ nhuốc đau khổ, đi là phải đi, quyết chí phải đi. Cho nên vậy mà Đức Thầy mới dặn mình là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dạng sương. Cho nên vậy tôi nói đây, tôi chỉ ông Út, ông chú tôi Út dẫn đó nha. Cho nên vậy mà bây giờ thím Út nó đẹp hơn, trẻ hơn mà ra đi rồi đó. Bây giờ năm nay chú gần 70 rồi đó. Cho nên vậy mà ông sưng sưng đây là bệnh thận hư rồi, sắp hư rồi đó, ông sắp qua đời. Cho nên cỡ này là ông phải niệm Phật, niệm ngày, niệm đêm mới được. Chứ ông niệm hơi rồi ông nhớ bà này bà nọ chết tôi ra. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây đó là coi như Đức Thầy cho biết là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, là một tâm không thay đổi. Cho nên vậy cái đó là điều kiện tối cần. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ tôi nói với quý vị là bây giờ hai kỹ đó, là tôi quen với ông bạn tôi tên Ba Hùng ở dưới Vĩnh Thuận đó. Mà cái nhà ông cháy cái tay 2 năm đó, là người ta điện lại nói nhà tôi cháy bị gì tên tôi trùng tên trùng thứ gì ông, mà ông làm từ thiện nổi tiếng Vĩnh Thuận mà tôi làm nổi tiếng ở đây. Cho nên ta coi nó Ba Hùng cháy nhà người ta nói nhà ông cháy hả, tôi không có Ba Hùng Vĩnh Thuận. Cho nên vậy mà bữa hôm ông đau đó là ông nằm một chỗ bệnh ung thư, coi như là cái não ông giết rỗng bù mắt luôn. Và ông chết cách đây khoảng 3-4 tuần. Cho nên ta thấy điện, ta nói Ba Hùng nó ma, ta điện lại nó ông chết hả? Tôi nói tôi còn nói chuyện sao chết. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ đó, trước đây một vài tháng đó ha, là ổng còn mến trần, ổng làm từ thiện đến nỗi từ cái nhà nghèo đến nỗi cất cái nhà 2 tầng 500 triệu. Cho nên vậy mà ổng lãnh đạo 3-4 chiếc xe du lịch là chuyển bệnh đồ này kia đó. Cho nên lúc đó cái tâm ổng còn mến chiếu cõi đời. Gần đây có khoảng chừng trước khi 2-3 tuần ổng qua đời, ổng căn dặn di chúc anh em lại những cái món đồ nào như thế nào, ổng ngày đêm ổng nghe anh em niệm Phật ổng niệm theo. Cho nên vậy mà toàn cả trong đạo chúng ta ăn cái ăn là ăn cái phúc 10, cái nguyện thứ 19 của Đức A Di Đà. Gần đến lúc lâm chung mà ai không còn mến chiếu cõi đời, niệm thiết tha 1 đến 7 ngày, 1 đến 3 ngày, 10 đến 10 niệm là chúng ta được giảng sanh. Cho nên đa dạng anh em Phật giáo Hòa Hảo chúng ta giảng sanh là nhờ cái điều nguyện thứ 19. Cho nên vậy bảy tính anh em ban hộ niệm đây, có nghĩa là người đó tu yếu, tu mạnh, tu gì, tu ít nhiều, nhưng gần qua đời lại giác ngộ cho họ. Cõi đời là cõi tạm, thân xác là vô thường, chỉ có cái tâm niệm Phật để được về Tây Phương mới là vĩnh viễn trường tồn. Cho nên giác ngộ người ta trước giờ phút lâm chung. Mà nếu người ta trút bỏ được sự đời, người ta thanh tịnh trong phút cuối, cho nên người đó cũng được giảng sanh. Cho nên vậy mà ông anh hai tôi nè, lúc mà tôi đi miền Trung, miền Bắc với ông Ba Thiệu đó, ông anh tôi bệnh mổ trái thận, sau này nó qua gan. Về nhà tôi điện tư xã, tư gan rồi này kia thấu thần, kề cạnh với anh hai tôi ngày đêm. Mà trước đó 1-2 tháng tôi nói anh bỏ hết, về ở phủ thờ này anh niệm Phật để chờ giảng sanh. Anh nói hai con của anh rồi ai lo, tôi nói anh chết rồi ai lo. Cho nên vậy mà nói hiếp gần chết ông mới lết vô. Cho nên vậy mà gần 1-2 tuần cuối cùng anh tư xã là coi như số thần giác ngộ trên hai tôi đó, là cõi trần là cõi tạm, chỉ có cực lạc mới diễn diễn trường tồn. Cho nên vậy mà tôi nghe mấy đứa em gái tôi cũng hằng, cho nên anh hai gần chết ông nói Phật rước con sớm đi, rước con sớm đi, là gần hết phút cuối cùng ông mới kêu vậy đó. Chứ phải lúc ổng còn con vợ ổng còn trẻ mà ổng kêu kiểu đó là rước Phật rước ông đời nào rồi, thấy không? Ổng đợi tới cái dùng tắt thở ổng mới kêu Phật rước. Cho nên vậy mà hôm nay toàn cả trong đạo chúng ta, quý vị cùng tôi bây giờ suy nghĩ, bữa nay mấy ông già là tổ chức là không có cho tôi nói câu thiên cơ nào hết. Chứ phải tôi nói thiên cơ quý vị trái đái hết trơn, rồi sợ quản hồn hết trơn. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì cõi đời chúng ta đang sống đây là cuộc đời nó sống hết rồi, thân chúng ta sắp tàn. Cho nên vậy mà bây giờ chỉ có niệm Phật là duy nhất. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hồi nãy tôi nói 73, có ai làm được điều này không? Cho nên vậy mà bảy tính nè là với tôi làm được đó. Bảy tính không vợ không con, con công tác mà kinh hát bác hương nữa. Cho nên vậy mà bảy tính có thể tối ngày là đi làm tình đám dỗ hộ niệm đời phá niệm Phật, cứ nhắc nhớ cái chuyện giải thoát không. Còn cái chuyện mà cõi đời này là bây giờ nó còn le lét, có nghĩa là 20%, 30%,
như vậy thì cái này là bảy là chắc ăn. Còn tôi cuộc đời quý vị thấy giàu tù ra khám cách đây mấy chục năm luôn, sợ chết mà không sợ hỏi tiền tình lương điếng làm gì. Cho nên vậy mà cái tâm suy nghĩ của tôi tối ngày bây giờ là 99% là suy nghĩ cái vấn đề là công việc, là từ thiện xã hội, niệm Phật, trợ duyên mới đạo không. Chứ còn cái vấn đề dính dáng cõi đời nó còn le lét hơn. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, như vậy tất cả quý vị cư sĩ đây, dầu bận công việc, gia đình, con vợ, nợ nần đủ thứ, nhưng quý vị mình cố gắng dẹp qua. Cho nên Đức Thầy cho biết là phá bức tường mây nhìn vàng vật, ngăn về chướng lũa lấp đèn pha, lôi thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nãy có qua nập nếu ở cập xà, một bước leo bờ mà khỏi khổ, nằm nhân chi chi hỡi đâu là. Như vậy thì ông Sáu ơi, năm nay ông bệnh tới bệnh lui rồi, nhớ thêm Sáu dẹp qua mật bơm, tao bây giờ chuẩn bị đi Tây Phương nên gian qua chỗ khác. Cho nên vậy con cái bây giờ lãng giảng, tao cũng dẹp qua mật bơm. Cho nên vậy mà kiếp theo nơi trực chỉ Tây Phương, kiếp theo là trực chỉ Tây Phương. Cho nên vậy mà hoặc là chinh chinh bung bắt về, không phải câu là cảnh Tây Phương chư Phật ngóng trông chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật, hoặc là trời quá bụi chinh chinh vừa xê, chờ ít lâu cũng lặng về Tây, lúc quỳnh hôn đèn trí sôi đầy, tìm nếu thẳng đi về cực lạ. Như vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ bà con mình thấy, nếu cái đạo không trên hết, nếu cái đạo không trên hết thì bây giờ nhà nước mình đó quý vị, mình bây giờ mấy ông tu lén, mấy ông cán bộ á, ông nghe cái vụ mà giặc đánh bên kia nó thua sản trơn nguyên tử, cha nào cha nấy cũng ớn da gà rồi. Cái thứ hai đó là cái dạng xăng dầu mắc gieo giá, rồi kinh tế hoàn cầu nó đảo lộn. Cho nên mấy ông nhà nước mình bây giờ lên YouTube tàn là nghe mấy ông đạo nói miên vậy, bơm nguyên tử nổ rồi nắng lửa mưa dầu, nghe ghét đầy lỗ tai mấy ông, nó tu luôn. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì bây giờ chúng ta đang sống đây, nếu cái đạo không trên hết, bây giờ mấy cái khóa niệm Phật ở trong cái vùng của mình bây giờ mở tùm lum ta la luôn. Trước đây mấy ông gình gặt cấm đán này kia đấy, bây giờ mấy cha mở nhiều nào tốt mấy, mấy ông niệm Phật đông nào mấy ông không ai la gầy nữa đâu. Là bởi vì quý vị mình Phật là trên hết, tu là trên hết, giải thoát là trên hết. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, nếu cái đạo không quý giá đó, tôi mới nghe Ba Đàn ngày hôm qua, trưởng ban nghị sự của xã Thuận Hưng ở dưới Long Mỹ á, ổng nhà nước có cái lực mới, bây giờ cái bệnh, cái người mà sắp tử hình mà giảng viên hòa hảo được có quyền lại nói cho ông sắp tử hình nó giảng đạo quy y tam bảo, làm việc lành ăn chay, cho phép mình nó chừng nào tử hình tử. Cho nên vậy mà cho phép mình nói chuyện với ông tử hình thôi. Cho nên vậy mà bây giờ mấy ông biết rồi, cái xác là giả, cái hồn là thiệt, mà chỉ có niệm Phật mới về Tây Phương. Cho nên vậy kính thưa quý vị, như vậy thì quý vị mình hãy nhìn lại cái xứ mình. Bà hoàn thành ở trong núi Thập, bà giàu, nhưng mà bà nhờ niệm Phật, bà đóng phòng 3 ngày bà biết trước dẫn sanh. Như vậy thì bây giờ ông Hoa Dục ở gần đây mình chỉ vài trăm mét, trước đây là ông Điền Chủ, đi tới đâu kẻ hầu người hạ, ăn sang mặc đẹp, cuối cùng ông qua đời không ai để ý tới. Như vậy thì quý vị trên cõi đời này lây quay rồi nằm dưới đất. Cho nên chỉ có công năng ăn chay, cúng lại, làm lành, niệm Phật tồn tại ở ngày mai. Cho nên quý vị mình đi cái lễ Phật Thầy Tây An, vừa rồi quý vị có đi Phật Thầy bỏ xác cách đây hơn 100 năm, mà tại sao mấy chục ngàn về ta tham dự, là bị cái xác của Ngài tạm bỏ, nhưng mà Ngài là Phật, cho nên bây giờ chuyển lại là Đức Bình Giáo Chủ là Thầy mình á. Như vậy thì Thầy mình bây giờ đang ở phương trời xa thẳm, nhìn về vũ trụ này chỗ nào Thầy cũng biết hết. Như vậy quý vị mình phải không? Làm được ông Phật vậy quý vị phải không? Còn bây giờ nè, cái tỉnh An Giang mình á, Đức Cố Quản Trần Nhân Thành, bây giờ ổng được cộp cổng đi về núi Tà Lên, đang ngồi tu với Nguyễn Trung Trực ở bên là Tà Lên đó. Rồi bây giờ ở Kiên Giang,
ông Nguyễn Như Đực bị chặt đầu, nhưng bây giờ cái xác khác được trời đất ban cho và ngồi đang tu núi Tà Lân vậy đó. Quý vị mình thấy có mắt không? Như vậy thì hôm nay chúng ta, ông nội mình ngoài hà chôn, cái xác ông nội mình tàn. Cha mình chôn ngoài hà, cái xác cũng tàn. Mai mốt đây cái xác mình cũng giống thế thôi. Nhưng còn là còn ở chỗ nào? Nhờ dầu không siêu cũng nặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ai quốc. Như vậy thì làm người, mà nếu ai trung quân ái quốc được làm ông thần, làm việc với Ngọc Hoàng, ngày Long Hoa Đại Hội trở về với Đức Thầy để xử phân những thứ vô nghi. Cho nên vậy mà còn, vậy thì bây giờ ông thần còn, ông thánh còn, cư trần bất nhiễm là người thánh lĩnh tục, đừng mê chứng bực hiền. Ông Quan Công bên Tàu thọ bà Nhị Tẩu, ông Tào Tháo muốn hại ông Quan Công, nhốt chung với hai bà chị dâu trong nhà để ông này làm mất trung, mất là mất hiếu, mà ông ngồi ông là ông coi sách vậy mấy năm trời luôn. Cho nên vậy mà ông Quan Công ở bên Tàu ta gọi là ông thánh. Tuy là ông chết đi, giờ cái xác bên Tàu chôn là ra bụi đất rồi, nhưng mà bây giờ ông hiển thánh cũng về làm việc cho trời hoặc là tu tiếp để thành Phật đó. Như vậy thì bây giờ thành tiên, ai trong cái xứ mình mà làm phước nổi tiếng đó, sau khi chết rồi cái xác bỏ cõi trần nhưng cái hồn về tiên cảnh, Đức Thầy cho biết là phước nhiều tiên cảnh lên dài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày tháng thê, chừng ấy mới biết chứng ghê ăn năn chẳng kịp khó bề tình tan. Ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hướng ở trường tồn, không còn mắt nẻo dài khôn ngưng hồi. Như vậy thì trung quân ái quốc thành thần, phước nhiều lên cõi tiên hả. Còn ai thành thánh thì coi như là về có xác khác ẩn núi non tu tiếp để thành Phật. Như vậy thì quý vị mình thấy còn không? Nhờ có cái đạo trung quân mà thành thần, nhờ có cái đạo làm từ thiện mà được về tiên cảnh, được làm tiên, nhờ cái đạo là cư trần bất nhiễm thành thánh cho nên trở về cõi trời để tu tiếp. Như vậy mình nhờ cái đạo không? Còn bây giờ tổng thống nhờ nhiều bà quá chết đi đâu quý vị mình biết không? Xuống địa ngục ở. Làm thủ tướng nếu trường hợp ăn hối lộ nhiều bà nhiều chết xuống đi Diêm Vương chầu. Như vậy thì làm vua như Bảo Đại chết cũng đi luôn với âm phủ. Như vậy thì quý vị mình trên cõi đời này ngoài cái chương trình tu mình ra, có gì bằng làm tổng thống không? Có gì làm bằng làm vua không? Có gì bằng làm chủ tịch nước không? Mà mấy cái đó cuối cùng quý vị mình đi đâu? Chết rồi cũng gì nữa. Nhắm mắt cùng nắm hai tay, đồ đêm tìm của đêm dài hầu non, chỉ có tôi phước khởi còn đến nơi, chưa có thầm than cửa sông Diêm Đài. Như vậy thì bà con mình bây giờ đi theo con đường Phật, chết được làm thần, làm thánh, làm tiên, làm Phật, bà con mình thấy ngon không? Còn bây giờ làm vua, làm quan, làm hung, làm dữ, làm tổng thống, làm chủ tịch, làm vua, làm quan đủ thứ, chết đi xuống địa ngục ở quý vị mình thấy chịu không? Cho nên từ chỗ đó mà hôm nay đó, qua buổi nói chuyện này, tôi cùng quý vị hôm nay, sở dĩ bây giờ chúng ta niệm Phật nhiều, một là cơ tận diệt lên đó. Cho nên vậy quý vị mình sống đây đó, ngồi đây giống như ngồi trên cái ổ kiến vậy. Mà bây giờ ở dưới gốc cây bây giờ 4-5 thằng nó đang quấn cây gọi qua lớn, nó đang cầm cái chén dầu, nó chừng bề, nó quẹt cái xì là mình đây đi nước đó. Là bây giờ nước mình, trái đất mình bây giờ 200 nước, mà mấy anh cường quốc bây giờ nó chế bơm ra cũng giống như cây gọi mà đốt dầu nè. Mà chừng nào bển mà nó quên cự lộn mà nó bấm dầu, cái như trái đất mình là diễn biệt. Cho nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ là hôm nay trái đất của chúng ta tới cái ngày kết thúc. Hai là kinh tế thế giới bây giờ đang lũng đoạn, nghèo đói đi bình dương và thất nghiệp tràn lan. Cái thứ ba là bây giờ xăng dầu quý vị một ngày tiếp tục lên giá tiếp. Cái thứ tư đó là thiên tai bây giờ hổng gài quý vị mình ở bên Bangladesh đó ha. Nó chết cái trận lụt là vừa rồi chết 1.000 người, mà cái ngạn quan kia Ấn Độ bị trời đánh không ngày đó là 100 người. Bây giờ có cái chương trình trời đánh trở lại quý vị, bây giờ bắt đại nghe là nước này nước kia bị trời đánh là chết từ 30 tới 100, 200 gì đúng thứ đó. Cho nên vậy bây giờ
là cái thân xác của chúng ta sắp bị tàn. Cho nên vậy mà chỉ có cái vấn đề ăn chay mấy chục năm nay, chỉ có cúng lại theo thầy mấy chục năm nay, và cái vấn đề làm từ thiện mấy chục năm nay. Cho nên hòa hảo chúng ta ngoài việc ăn chay cúng lại ra, thì cái đội ở bên cất cầu, cái đội bên cất nhà, cái đội bên chuyển bệnh, cái đội ở bên đi nấu cơm bệnh viện từ thiện, cái đội ở bên là cái vấn đề chặt thuốc nam, cái đội ở bên đi sách áo dài đi đập tầng, cái đội bên hộ niệm. Cái vấn đề là hai tháng nay nó đang nổi lên. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ là ổng bây giờ đang ghen nhất từng ngày. Con nó mướn chiếc xe 7 chỗ nó đậu trước cửa cho tôi đó. Tôi nghe ông này anh trai kỳ tôi hết thăm rồi. Là bởi vì cái bệnh mà gần đây quý vị mình trên thế giới, tai nạn như bệnh hoạn bây giờ nó tràn gian, là tại vì đến cái giai đoạn là nhân quả nó đến rồi. Cho nên quý vị mình tạo cái nhân chẳng lành thì cái quả dữ hôm nay nó đến. Mà cái quả dữ nó lớn á là quý vị mình không có thể dùng cái vấn đề thuốc thang bình thường trị được đâu. Cho nên tôi nói, tôi ra to, tôi đưa thuốc và tôi nói nửa tháng sau ông anh chay trường con ở trong nhà đều cúng lại hết. Thì ông trở ở đây làm 2 tuần tôi trị hết. Nếu ông không ăn chay trường ở ngoài ở luôn đi. Thì kính thưa quý vị, thì tôi phải nghiên cứu cái đầu của tôi. Cho nên vậy mà tôi suy nghĩ trên đời này có hai cách để giải thoát. Một là quý vị giữ tâm thanh tịnh, hai là quý vị nghiên cứu cuốn đời mà quên ăn bỏ ngủ. Hai cái này lại gặp nhau một chỗ. Cho nên ông Thanh Chỉ cho biết là chẳng niệm một lời chi cả, nhưng thường khi có giả từ bi, chẳng ai chẳng nhiễm vật gì, thì là cũng được Phật hộ trì ngày đêm. Người tử đổ cầu thêm Phật độ, như nước xuôi gặp gió thuận chiều, đường về trong biết bao nhiêu, được hai sức độ mau tiêu phàm trần. Tuy có được tinh thần bác ái, nhưng cũng nên tưởng giai Di Đà. Kỳ này có Phật ấy qua rước về, cực lạc ngồi tòa kim liên. Cõi ấy chẳng não biển đau khổ, tuổi sống lầu vô số vô biên. Muốn chi thì đặng có liền, người nào cũng bằng sen quá thành. Cõi lành kẻ giữ hung khó, bước Phật từ bi chẳng rước bất lương. Muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ quên điều nào. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ hôm nay ngoài cái việc chúng ta niệm Phật, ngoài cái việc chúng ta nghĩ lành, là còn cái vấn đề là lòng từ bi phải chan chứa thương tất cả muôn loài vạn loại chúng sinh. Thì chúng ta cái tâm từ đó chừng nào nó giống như Đức Phật mà chúng ta về ngồi chung Đức Phật. Thì kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay định thành chúng ta rất vinh hạnh. Tôi thì mở ra cái phòng thuốc ở bên đây nhà chú Bảy, là chú cất, chú Bảy ở chưa được một tháng là chú đã qua đời. Nhưng nhờ có cái tinh thần đạo đức cho nên vậy chú Út là hy sinh cái ngôi nhà thay vì cái chùa. Chứ bây giờ quý vị mình đi nhiều quan sự giờ tháng có 2 ngày, mà 2 ngày đôi khi có 20 người niệm Phật. Vậy thua cái này, thua nhà này. Cái gì cái nhà này cũng như đại diện cho cái chùa. Cái gì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở trong một cái ủy ban nhà nước á, nếu không có cái ông ủy ban á thì ông lãnh đạo hết trơn ban ngành thì không được. Phải có cái ông nông nghiệp, có ông ngân hàng, có ông cái vấn đề là phụ nữ, có cái ông diễn về coi diễn về phụ huynh học sinh. Cho nên vậy mà trong cái chương trình của đạo Phật đó là phước với huệ. Cho nên vậy mà nếu trường hợp mà quý vị lo tu phước không á mà không tu huệ đó, tức là không giải thoát, mà quý vị không lo tu huệ không đó mà không lo tu phước á, thì quý vị cũng giống như con chim đại bàng mà nó thiếu cánh. Cho nên các vị tổ người ta nói là phước huệ song tu đồng đăng bỉ ngạn. Có nghĩa là mình vừa tu phước vừa tu huệ ngang nhau thì mình coi như là giải thoát sớm. Vậy thì kính thưa quý vị, tôi thì từ ngày tôi biết tôi tu tới giờ là tôi làm từ thiện không giờ nào tôi nghỉ hết. Còn cái vấn đề tôi biết hai cường đó, cách đây gần 10 năm bỏ nhà vô trong hòn tắc là niệm Phật cài nên không giờ nào nghỉ hết. Còn bí tính thì cái vấn đề tổ chức khóa niệm Phật, rồi cái vấn đề sách áo dài,
chạy hàng ngày hàng giờ kêu ghéo quý vị đi niệm Phật hộ niệm không dừng ý lắm. Như vậy thì bây giờ đó, ông Thân Thủy nói là cái tu nó cũng giống như đỉnh núi.